Xin chào ba mẹ và các bé. Chào mừng ba mẹ và các bé trở lại với BeLab. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng làm thí nghiệm trượt giấy chuyển động. Tiên là anh đã chuẩn bị hai cái tờ như này. Đấy, đúng không? Đây. Là có những cái giải màu đen này. Và xen kẽ những cái giải màu đen thì là những cái sọc mà mình hở, mình không in để có thể nhìn xuyên qua được. Mình cần chuẩn bị thêm một số cái bức tranh như này nữa. Đây đã in sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm để xem là tại sao lại gọi là trượt giấy chuyển động nhá. Mình sẽ để cái tấm bìa bóng này lên trên cái bức tranh của mình, tạo ra cái hiệu ứng chuyển động. Ừ, đúng rồi. Đây, nó như một đường hầm vậy. Cố gắng mình giữ cái tấm bìa này sát với cả tờ giấy. Trượt mình không trượt chéo nhá. Đúng rồi, mình sẽ trượt cố gắng là theo phương ngang nhất có thể. Đấy. Đây còn rất nhiều bức tranh ở đây, áp vào như này. Đấy, để cho mình nó sát luôn đấy. Đấy. Nó hơi cong cong, nó sát luôn. Khán giả có thể xem mà mình ngay ở trước mình có thể nhìn từ đằng sau là thấy nó cũng chuyển động rồi. Mình đã rơi trước máy quay thì mình trượt được khoảng ngắn rồi đúng không? Và theo cỡ tay của mình. Tuy nhiên thì nếu mà cái để xuống bàn này. Đấy, đúng không? Đấy, nó sẽ đẹp hơn. Nếu mình kéo nhanh mình điều chỉnh được tốc độ chạy của con báo này. Hay đúng không? Đấy, nếu mà cho con báo chạy chậm chạy nhanh là tùy cái tốc độ kéo tay của mình. Đấy, em nhìn đằng sau em biết rồi. Đấy. Đây. À, hay là kiểu cái đồng hồ xong rồi còn lắc. Đây nhìn này. À nó quay tròn quanh cái đấy đúng không? Cái này máy dập khâu kiểu dập. Thử kiểm tra xem đúng không? Đúng không? Đấy. Tại thì nó lại không có cái hình của cái quả đấy. Nhưng mà đúng rồi. Ta mình vừa trượt xong là thấy cái quả hình tròn đi qua đây dập thì thành nó dẹp xuống đúng không? Nhưng mà đây nhìn này thì không thấy hình tròn. Đấy. Một người làm gì mình không biết. Đúng không? Đây. Chắc là đang đi. Đây em trượt thử đi. Đây anh sẽ chia sẻ với cả Toàn với cả Linh cái cách làm cái này nhá. Nếu mà thủ công nhất ấy, thì mình có một cái tờ giấy A4 màu đen. Sau đó mình sẽ cắt những cái đường mảnh ấy ra. Cái khoảng đen này là 4mm này. Cái khoảng hở này sẽ 1mm. Đấy, thì lúc mình đo trên thước ấy, mình cũng đo nhanh thôi. Là mình sẽ lấy cả khoảng đen và khoảng hở là 5mm. Đấy, cứ thế đo đến hết. Làm trên tờ giấy A4 màu đen ấy, là mình sẽ phải dùng dao dọc giấy để mình cắt những cái đường, rạch những cái đường như này. Đó, rất là tốn công. Thì đây cái cách này thì là đây là mình có một cái tấm bìa ni lông A4. Đấy, xong rồi mình sẽ ra hàng in. Mình sẽ in cái hình mà anh đã chuẩn bị sẵn file lên rồi. Đấy, thì mình chỉ cần in lên. Và tuy nhiên lưu ý là cái mực, khi mà mực in lên cái tờ giấy bóng kính này nó sẽ bị nhòe đi. Sau khi in xong thì họ sẽ ép một lớp kiểu ép plastic ấy lên đây thì nó sẽ không bị nhòe. Thì mình sẽ có một cái tấm như này. Những cái tranh vẽ A4 như này thì là tất cả anh đã chuẩn bị sẵn file rồi. Thì mọi người chỉ cần down về và in ra tờ giấy A4 thông thường này thôi. Là xong rồi mình trượt là được. Đây là hôm nay em đã giới thiệu đến mọi người xong thí nghiệm hôm nay là trượt giấy chuyển động. Về nhà thì mọi người có thể in và tìm nhiều hình hơn nữa. Xin chào ba mẹ và các bé, chúc ba mẹ và các bé thành công. Bye bye.